Đạo làm con. Đệ tử quy, thánh nhân dạy. Hiếu đệ trước, kế cẩn tín. Yêu bình đẳng, gần người nhân. Có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay. Cha mẹ bảo, chớ làm biếng. Cha mẹ dạy, phải kính nghe. Cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát. Sáng phải thăm, tối phải viếng. Đi phải thưa, về phải trình. Ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự chê, đừng tự bỏ. Thánh bà hiền, dân làm được. Máy hút đồ chơi. Tết thiếu nhi thích quá, vừa được nghỉ học vừa được nhận quà, vui quá. Hiếu hiếu, em cho chị mượn thỏ đồ chơi một chút nhé. Anh ơi, cho em chơi hiệp sĩ người máy một lúc. Thôi được. Cả con cù quay nữa nhé. Cả truyện tranh nữa nhé. Cho hai chị em mượn chơi được không? Được, cứ lấy hết đi. Cảm ơn Hiếu Hiếu, em hào phóng quá. Đi chơi thôi. Nhưng mình chơi gì đây? Hiếu Hiếu, sao cháu ngồi ở đấy? Đồ chơi mới đâu rồi? Cháu cho chị với đệ đệ mượn rồi ạ. Ngoan quá. Tiền của nhẹ, oán nào xanh. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Nhưng đệ đệ và tiểu tuệ là người thân của cháu. Chỉ cần đồ chơi làm người thân mà cháu yêu quý vui, thì có khác gì với bản thân mình vui đâu nào. Tiểu Sủng ơi, cậu chơi với tớ nhá. Đừng ôn, tớ đang ngồi thiền mà. Chẳng phải cậu nhận được quà Tiết Thiếu Nhi rồi sao? Cậu đi tìm đệ đệ chơi đi. Đồ chơi cho hai người mượn mất rồi, tớ chẳng còn gì để chơi. Cậu ít, hàng năm được nhận được nhiều quá thế. Sao cứ cảm thấy không có đồ chơi để chơi thế? Chiếc ô tô tuê tuê năm ngoái cậu thích nhất đâu rồi? Tớ cũng không biết là để đâu nữa. Hơn nữa, đó là đồ chơi năm ngoái mà. Tớ không thích chơi nữa. Hiếu Hiếu, cậu không được cứ thích mới nơi cũ như thế này chứ. Thế này nhé, tớ sẽ biến cho cậu một máy hút đồ chơi. Máy có thể hiển thị tất cả đồ chơi trong nhà này. Dù có ở ngóc ngách, cũng có thể tìm thấy. Chỉ cần cậu thật lòng thiện chí gọi, đồ chơi này sẽ ra chơi với cậu và được thêm sức sống mới. Giỏi quá. Nguồn năng lượng của máy hút đồ chơi là lòng chân thành. Mỗi khi vạch năng lượng đến chỗ 3 ngôi sao là có thể hút được một đồ chơi đấy. Hay quá, tớ sẽ gọi tất cả những đồ chơi mới dậy. Cậu không được tham lam quá đấy. Nhớ nhé, mỗi lần chỉ được gọi một đồ chơi thôi. Nếu không, lực hút quá nhiều sẽ làm đồ chơi mất kiểm soát đấy. Tớ biết rồi. Chơi gì được nhỉ? Cái này không phải là chiếc ô tô toe toe sao? Thì ra bạn trốn ở đây. Hiếu Hiếu, đây là quà của cháu này. Ô tô đẹp quá, còn có cả còi nữa. Gọi luôn là toe toe. Toe toe ơi, xuất phát nào. Lúc đó chúng ta đã là những người bạn thân nhất. Hiếu Hiếu, con chơi xong thì mau thu gọn xe đồ chơi của con đi chứ. Chán quá, một chiếc xe bằng nhựa đã không còn là đồ chơi thú vị nữa. Mình thích ô tô bằng máy cơ. Tuệ Tuệ ơi, thật sự xin lỗi cậu. Tuệ Tuệ, cậu rất là giỏi nhá. Hiệp sĩ người máy biến hình nào. Cái gì thế này? Chiếc ô tô toe toe sành điệu nhất của em đấy. Đây chẳng phải là ô tô toe toe bị vứt bỏ từ năm ngoái sao? Sao bỗng dưng trở nên tuyệt vời thế này chứ?
Anh ơi, cho em chơi đi mà. Hai người không ai đuổi được đâu, bởi vì tất cả phép thuật đều đến từ chiếc máy hút đồ chơi này. Ngoài anh ra, không ai điều khiển được đâu. Anh ơi, cho em mượn chơi đi. Đúng đấy, Hiếu Hiếu, cho hai chị em mượn chơi một lúc đi. Việc này... Chị mang thỏ con và truyện tranh để đổi nhé. Siêu nhân người máy cũng trả anh, rồi cả cù quay, cả sô-cô-la của em nữa. Anh không nỡ để Tuê Tuê thần kỳ thế này cho người khác mượn đâu. Không được, Tuê Tuê là của anh, không ai được mượn hết. Hiếu Hiếu, bình thường em rất hào phóng, sao bỗng nhiên hôm nay lại keo kiệt thế? Thỏ con và hiệp sĩ người máy đều là của em. Em thích cho mượn thì mượn, không thích thì thôi. Bỏ qua đi đệ đệ, chúng ta đi chơi thứ khác đi. Kỳ bò, chúng ta không thèm xin nữa. Đèn đỏ, đèn xanh, đèn trắng nhỏ, chị thích đèn nào? Đèn đỏ. Hai người cứ cười đi, dù sao mình cũng có Toe Toe mà. Có rồi. Máy hút đồ chơi ơi, xin hãy cho thỏ con và hiệp sĩ người máy cử động đi. Tớ rất muốn cùng chơi với họ. Năn nỉ cậu đấy. Xanh điệu chưa? Đệ đệ, đến lượt em rồi đấy. Cái gì thế nhỉ? Hình như là máy bay trực thăng điều khiển từ xa. Xịn y như cái của Ngưu Ngưu. Cử qua đi. Không ngờ thật sự có được một chiếc máy bay trực thăng đấy. Anh ơi, cho em chơi đi. Hiếu Hiếu, cậu có thấy máy bay trực thăng của tớ không? Vừa rồi không biết thế nào mà nó cứ như bị bắt cóc ấy. Không nghe theo sự điều khiển của tớ. Thì ra là cậu lấy máy bay của tớ à? Hiếu Hiếu, trả lại cho tớ đi. Không phải tớ lấy đâu. Tớ không biết nó là của cậu mà. Tại máy hút đồ chơi đấy. Không phải là tại tớ đâu. Trả cho tớ đi. Đây là cái gì thế? Cứu với! Cứu tôi với! Giúp tớ với! Chuyện gì thế nhỉ? Chẳng phải tớ đã nói với cậu chỉ điều khiển một đồ chơi thôi sao? Lòng tham của cậu đối với đồ chơi đã vượt quá sức chịu đựng của máy hút đồ chơi rồi. Nó sắp bị nổ rồi đấy. Xem ra chỉ có thể dùng phép thuật thôi. Dừng lại đi. Tớ chỉ muốn giúp cậu xóa bỏ sự cô đơn nên mới biến ra cái này. Sao cậu lại dùng máy để điều khiển đồ chơi của người khác chứ? Thế này là quá ích kỷ rồi. Đệ đệ, mình đi thôi, không chơi với đồ keo kiệt nữa. Hiếu Hiếu, tối rồi sao vẫn chưa vào nhà thế? Ông ơi, trước đây ông có khen cháu là đứa trẻ hào phóng. Nhưng lần này cháu đã nổi lòng ích kỷ, trở thành đứa trẻ keo kiệt ạ. Cho nên mới nói, hạnh phúc là cho đi, chứ không phải là chiếm hữu. Hiếu Hiếu này, niềm vui mà đồ chơi mang lại, mãi mãi không so được với niềm vui mà bạn bè cho cháu đâu. Niềm vui riêng không bằng niềm vui chung. Đây chính là ý nghĩa của tiền của nhẹ, oán nào xanh. Hiếu Hiếu có nhà không nhỉ? Mời vào. Hà Hòa, sao cậu đến đây? Ngày mai là Tết Thiếu Nhi. Tớ muốn mời các bạn nhỏ mang những đồ chơi của mình để tặng các em ở Viện Phúc Lợi. Hiếu Hiếu, cậu có muốn tham gia không? Có chứ. Nhưng tớ không thể đem đồ chơi đã hỏng mà tặng được.
Nếu máy hút đồ chơi mà không hỏng thì tốt quá. Chị ơi nhìn này, Pepe của anh đã chạy được rồi. Hiếu Hiếu, cậu còn ngây ra đấy làm gì? Mau để đồ chơi đến viện phúc lợi đi. Được. Nhìn kia, đó chẳng phải là máy bay trực thăng của Ngưu Ngưu sao? Bạn tốt phải chơi cùng nhau chứ. Các cậu đi viện phúc lợi tặng đồ chơi, sao lại bỏ sót Ngưu Ngưu tới được? Ngưu Ngưu cảm ơn cậu nhé. Xuất phát thôi. Các bạn nhỏ à, tiền của nhẹ, quán nào xanh, nói với chúng ta rằng giữa anh chị em phải giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau cho đi, chứ không được vì thỏa mãn lòng ích kỷ của mình mà tham chiếm tiền tài. Như thế sẽ làm mất đi tình cảm giữa những người thân. Sự có được không bằng sự mất mát đâu. Cho nên, chúng ta đều không nên keo kiệt. Các bạn nhỏ phải nhớ kỹ nhé. Tạm biệt. Xuất bản và sản xuất Đồng Chí Cương. Tổng đạo diễn Lưu Vĩ. Phụ trách sản xuất Nhạc Liên Xuân, Lý Lập. Tổng biên kịch Đồng Chí Cương. Biên kịch Triệu Lập Chí, Lý Đăng Siêu, Trương Tịnh Hiền, Đồng Vĩ. Đạo diễn Mã Tăng, Cao Hạ Thành. Chỉ đạo mỹ thuật Hám Bàng, Toàn Phượng Vân. Tạo hình Gốc Vĩ, Đằng Khiết. Nguyên tác họa Vương Diên Phong, Lý Truyền Hồng. Thiết kế hoạt họa Lý Đại Sấm, Lưu Khải, Tiết Định. Bối cảnh Trương Cát Doanh, Hồ Hà. Hậu kỳ Trương Bắc Hiên. Âm nhạc Hoàng Hải Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế mỹ thuật hoạt hình dự âm Bắc Kinh trân trọng giới thiệu.